tháng 9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước đã tham dự lễ khai giảng mừng năm học mới. Những tưởng chỉ có niềm hân hoan phấn khởi trong ngày đặc biệt này, thì sự ra đi đột ngột sau lễ khai giảng của hai học sinh đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 9, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo có người đuối nước tại thác Trà Bói thuộc địa phận thôn 1 xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, sau khi dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Sơn Tịnh, một nhóm học sinh gồm 4 em đã rủ nhau đến thác Trà Bói để tắm. Trong lúc tắm, em Trần Đình Dê, sinh năm 2007 và em Nguyễn Duy N, sinh năm 2006, cùng chú tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, đã không may bị đuối nước tử vong. Hiện hai em đã được bàn giao cho gia đình để an táng. Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Dù rất khó, nhưng hy vọng gia đình hai em sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này. Qua vụ việc trên, các bậc phụ huynh và gia đình cũng cần quan tâm quản lý con em khi tắm sông, tắm suối, nhất là vào mùa mưa, nước lũ đổ xuống bất ngờ, dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường.